Dịch đau mắt đỏ hiện nay có nguy hiểm không? Làm sao khi bị lây nhiễm đau mắt đỏ ở người bình thường, người mang thai, trẻ con có nhiều mức độ và nguyên nhân khác nhau do vi khuẩn, virus, dị ứng, thói quen sinh hoạt, môi trường. Đau mắt đỏ thực chất là bệnh viêm kết mạc, đó là khi lớp màng trong suốt trên bề mặt của nhãn cầu hay lòng trắng và kết mạc mi gặp phải tình trạng viêm nhiễm. Bệnh có thể bắt gặp ở bất kỳ ai từ người lớn đến trẻ nhỏ. Đặc biệt, trong thời gian ngắn đau mắt đỏ có khả năng bùng phát thành ổ dịch bởi rất dễ lây lan từ người này sang người khác thông qua đường tiếp xúc. Triệu chứng chung của bệnh đau mắt đỏ: đỏ mắt, kết mạc sưng đỏ, có thể hai bên cùng lúc hoặc từ một bên sau đó lan sang hai bên, tăng tiết ở mắt, chảy nhiều nước mắt, chảy nước mắt sống, nhiều ghèn khi ngủ dậy, cảm giác khó chịu, đau rát, ngứa, nhìn mờ, nhạy cảm ánh sáng, chói mắt ngay cả với ánh sáng thông thường hay ánh sáng yếu. Do đó, bệnh nhân chỉ muốn nhắm mắt, thậm chí muốn ngủ cả ngày. Triệu chứng toàn thân, tùy theo nguyên nhân, có thể sốt, đau cơ. Đau mắt đỏ thường do hai tác nhân chính: viêm kết mạc do nhiễm trùng, nhiều chủng loại vi trùng như Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Chlamydia trachomatis, Staphylococcus aureus, vi trùng lậu, giang mai. Ngoài các triệu chứng chung của đau mắt đỏ, nhiều nguyên nhân do vi trùng có thể kèm các triệu chứng như tiết mủ, mủ màu trắng hoặc vàng, đặc biệt sau khi thức dậy. Khi viêm nhiễm nặng hơn, có thể gây loét giác mạc, gây giảm thị lực, thậm chí mù lòa vĩnh viễn dù đã điều trị. Viêm kết mạc do virus, nhiều chủng loại virus, nhưng hai nhóm hiện đang gây dịch đau mắt ở Việt Nam là adenovirus và enterovirus. Triệu chứng chung của đau mắt đỏ: tình trạng mắt đỏ thường nhiều hơn, rầm rộ hơn so với nhóm do vi trùng. Các triệu chứng tùy theo nguyên nhân: viêm lông, sưng đỏ, kích ứng niêm mạc các lỗ tự nhiên, tiêu chảy. Khi có bội nhiễm vi trùng, viêm kết mạc sẽ có biểu hiện, biến chứng của nguyên nhân do vi trùng. Xử trí khi có biểu hiện đau mắt đỏ: bước 1, tránh lây nhiễm bằng cách rửa tay thường xuyên, hạn chế đưa tay lên mắt, vệ sinh tay trước khi dụi mắt. Bước 2, lau bằng khăn sạch, giấy mềm sử dụng một lần, nhỏ mắt bằng dung dịch nước muối sinh lý. Bước 3, cho mắt nghỉ ngơi, giảm thời gian xem màn hình TV, máy tính, điện thoại, mang kính râm khi ra ngoài trời, đi khám để được xác định nguyên nhân và dùng thuốc phù hợp, tránh tự ý dùng các thuốc điều trị khi chưa rõ nguyên nhân gây bệnh, vì có thể gây tác hại. Ví dụ, nếu đau mắt đỏ do vi trùng nhưng tự ý dùng thuốc nhỏ có chứa hoặc chất kháng viêm trị virus sẽ dễ tăng nguy cơ loét giác mạc gây mù. Ngược lại, đau mắt do virus đã bội nhiễm vi trùng mà không dùng kháng sinh kịp vẫn gây loét giác mạc.